Mình mong rằng bài thiền hôm nay có thể đem lại cho bạn những giây phút thật bình yên, thật nhẹ nhàng và thật an lành. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chọn một nơi thiền mà bạn sẽ không cảm thấy bị làm phiền. Giờ thì bạn có thể chọn tư thế ngồi hoặc nằm, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái nhất. Và hãy thư giãn các cơ trên mặt. Cùng mình hít vào một hơi thật sâu bằng mũi và từ từ thở ra bằng miệng. 3 lần như vậy nhé. Giờ thì hãy từ từ nhắm mắt lại. Và bây giờ bạn có thể thở ra bằng mũi hoặc bằng miệng tùy theo ý thích của bạn. Hãy cảm nhận sự chuyển động của cơ thể bạn trong từng nhịp thở. Khi bạn thở ra, hãy thả lỏng hết các cơ trên hai vai hết mức có thể. Lặp lại cùng mình 2 lần như vậy nữa nha. Hãy cảm nhận hơi thở trong từng tế bào, từng bộ phận trên cơ thể bạn. Cảm nhận sức sống và năng lượng bên trong bạn. Trên đầu ngón tay, trong bàn tay, trong từng nhịp đập của trái tim, trong chuyển động nhấp nhô của bụng, và cả trong bàn chân và những ngón chân nữa. Hít thở là một điều kỳ diệu quá phải không? Khi bạn không cần làm gì, nhưng cơ thể luôn tự biết cách hít thở để nuôi sống và bảo vệ bạn. Bây giờ, hãy từ từ để cho cơ thể được hít thở một cách tự nhiên nhất. Và hãy quan sát nhịp điệu thở của bạn. Bạn đang thở nhanh hay thở chậm? Hơi thở nông hay sâu? Hít vào dài hơn hay thở ra dài hơn? Nếu bạn cảm thấy bị sao nhãng bởi những suy nghĩ, hãy chấp nhận điều đó và để chúng trôi đi, quay trở lại với hơi thở hiện tại. Thiền không phải là chúng ta không suy nghĩ nữa, hoặc là chúng ta cố gắng loại bỏ hết tất cả những cái ý nghĩ trong đầu, mà chỉ là chúng ta ngồi xuống và quan sát những suy nghĩ đó. Bất kể những suy nghĩ đó là về tương lai hay quá khứ, thì bạn chỉ đang ở duy nhất giây phút hiện tại thôi. Bạn đang ở đây và bạn đang thở. Bạn đang ở đây với một khoảng lặng quý giá dành tặng cho bản thân mình, chỉ cho riêng bạn mà thôi. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Hãy lắng nghe câu trả lời bật ra từ bên trong bạn, không suy nghĩ, không phán xét. Chấp nhận chúng và lại để chúng trôi đi như những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời. Bây giờ hãy lắng nghe những âm thanh, cảm nhận những mùi hương xung quanh bạn, cảm nhận sức nặng của cơ thể và hãy từ từ mở mắt. Khi thiền không có đúng và không có sai. Có thể hôm nay tâm trí bạn có rất là nhiều suy nghĩ và bạn cảm thấy sao nhãng hơn. Có thể bạn cảm thấy chưa quen.
Hoặc có thể là bạn đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau bài thiền này rồi. Điểm quan trọng là bạn đã ngồi xuống và dành ra 10 phút cho chính bản thân mình. Hãy quay trở lại với bài thiền này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy cần. Và mình chúc các bạn có một ngày giàu năng lượng, tình yêu và niềm vui.